ai cũng có mình nội chứ, mình thì mình không có mình nội, mình buồn. Nhưng trong khi ba mẹ chị không còn, nhưng mà chị cảm ơn thì chị còn, còn cái số phận chỉ còn hơn chị là chỉ còn mẹ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp An Bình, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay á thì Bùi Hồ đang có mặt tại đây vì ngày hôm qua thì Bùi Hồ bắt gặp được một cuộc gọi của một người chị cho rằng là khi mà chị đã thất lạc gia đình của mình cách đây hơn 40 năm. Sau khi mà xem đi clip được của Bùi Hồ á về cái hoàn cảnh của ông Tư á thì chị muốn nhờ cộng đồng chia sẻ rằng á, chị cũng muốn tìm lại những người thân của mình đã thất lạc rồi. Và khi mà trong cái cuộc điện thoại đó thì chị đã rơi nước mắt. Và ngày hôm nay Bùi Hồ có mặt tại đây để chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị cho cô bác quý anh chị biết. Và để hiểu thêm về cái câu chuyện đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Em chào chị ha. Chị chào em. Dạ, nhận được cái thông tin là chị cũng muốn tìm lại người thân của mình. Dạ. Thì không biết cơ duyên như thế nào mà chị lại điện thoại cho em vậy? Tại chị cũng thường coi cái kênh của em đó với Đạt Đồng Tháp nè, với Nguyễn An Giang coi thường lắm. Rồi chị mới thấy cái kênh của cưng là quay ông Tư mà da trai đó, rồi tìm được con đó, chị thấy chị mừng, chị mừng giùm cái chị đó tên gì ta? Chị Cẩm Hương. Cẩm Hương với Thẩm Hưng nha. Chị thấy chị mừng quá đi, chị cũng thấy mà ông Tư ổng cũng lưu là con cũng ba mấy năm mà vẫn tìm được, chị cũng có hy vọng là chị bốn mấy năm mà chị cũng hy vọng, cho nên chị điện cho em nhờ em tìm lại người thân giùm chị. Chị thì cũng lưu lạc cũng bốn mấy năm mà. Chị tên gì ha? Chị tên Quỳnh Thị Nhịn. Quỳnh Thị Nhịn. Quê của mình ở đâu và mình vì sao mình lại muốn tìm người thân? Quê của chị thì ở đây. Ở đây. Bên này bên ngoài. Dạ, đây là huyện Lấp Vò. Huyện Lấp Vò. Tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Hồi xưa thì mẹ chị có gia đình về cả Tàu là được chị hai. Rồi mẹ chị với ba chị mới ly hôn. Ly hôn rồi mẹ chị mới gặp ba sao nè ở Dịch Sỏi. Dạ, Gạch Sỏi. Gạch Sỏi huyện Giá. À, Dịch Sỏi. Dạ. Dịch Sỏi rồi mới được chị. Trong khi đó mẹ chị gặp ba chị thì trong khi đó ba chị cũng có một đời vợ. À, chị nhớ không lầm hình như là bốn anh á. Rồi mới chị cũng không biết lúc đó, rồi chị còn nhỏ chị cũng không biết là ba chị với má lớn thì sao, thì thôi hay là má chết gì chị không biết. Nhưng mà gặp má chị thì được mình chị. Rồi ba chị được một tháng, má chị sanh chị được một tháng, ba chị mất. Rồi má chị cũng sống bên ba cũng được ba chị 3 tuổi. 3 tuổi rồi má chị bệnh rồi cái vào bên ngoại mấy anh mới đưa về đây. Cái gì bên ngoài thì đưa về ngoài khoảng một tuần má chị chết, mà trong khi đó chị mới có 3 tuổi. Rồi chị sống với người dì Tư, mẹ chị thứ năm, dì đó thứ tư là chị ruột của mẹ. Nó nuôi được hai, nghe chị nghe kể lại nha, một năm hoặc là một năm rưỡi gì đó mấy anh á mới ra mượn về chống chơi, mượn về chống chơi. Trong khi về chống chơi thì mấy anh mắc ở trong luôn, không cho trả về bên ngoài. Nó ở tới 7 tuổi rồi dì của chị là mẹ bây giờ nè mới đi vô chổng mà xin về đây nuôi, là mấy anh không có đồng ý. Rồi má chị mới đi vô chổng, má nuôi chị nè mới đi vô chổng khoảng ba lần rồi mới bắt được, là trong khi chị về đây là chị 7 tuổi. Rồi bây giờ nó cũng quá lâu rồi, mà chị hy vọng là mấy anh á, chị nghĩ như lúc đó chị còn nhỏ thì chị về đây thì mấy anh lớn mấy anh đi tìm chị, nhưng mà chị không thấy mấy anh tìm. Nhưng bây giờ chị cũng muốn tìm lại bên nội đặng cho có cội nguồn gì đó. Rồi chị cũng nhờ hai em giúp tìm chị, rồi tìm lại bên nội chị. Cái quê nội của chị ở đâu chị còn nhớ? Quê nội chị thì ở Gạch Sỏi. Cái lúc trước á, nhưng mà lúc phường này... Gạch Sỏi hay là huyện Gạch Sỏi chị? Có phường Gạch Sỏi, thành phố Gạch Giá nữa nha. Vậy hả? Dạ. Chị lúc đó chị còn nhỏ, chị cũng không biết, chị chỉ biết giờ là Gạch Sỏi thôi.
Nhưng mà cái lúc hồi xưa á, là cái bánh xe dịch sỏi nha, là đi xuống cái đường Minh Lương á, là khoảng độ một khoảng cây số á, là tới nhà của mấy anh của chị. Mà ở trước nhà mấy anh của chị á, thì có cái chùa Khô Me. Nhớ, chị nhớ mãi mãi vậy đó. Chùa của Khô Me. À, là chị nhớ mãi mãi vậy đó. Có nhớ tên được những người anh nào không được? Chị thì chị cũng nhớ tên ba. Tại vì ba của chị tên gì? Ba chị thì tên Phải. Còn mấy họ anh, tên đầy đủ á chị? Chị không biết họ, nhưng mà chị biết tên không. Còn mẹ của chị? Mẹ chị thì tên Đặng Thị Nhường. À, có nghĩa là ba của chị là có bốn người con nữa. Bốn người con. Bốn người con đời vợ trước. Đời vợ trước. À. Còn mẹ của chị với lại ba của chị là chỉ có mình chị có thôi. Có mình chị là ba chị mất luôn đó. Rồi chị biết được cái nơi đó, tại sao chị không đi tìm? Chị biết mà trong khi chị về đây thì chị 7 tuổi nhưng chị nhớ mãi mãi. Rồi cái thời gian đó là cũng khoảng 20 tuổi rồi, chị cũng muốn đi tìm. Nhưng mà bà má nuôi của chị nè, là má chị sợ chị đi vô chổng rồi tìm bên nội, rồi chị ở chổng luôn, mình ra bỏ má, rồi má không có cho đi. Cái ngày qua ngày cũng vì mà mưu sinh đó, cũng đi làm đặng mà sống rồi làm hoài vậy đó. Rồi cái thời gian mà khoảng mười mấy năm nay chị có đi lễ Nguyễn Trung Trực á, cái chị có đi tìm, chị hỏi thăm đường, chị đi tìm nhưng mà chị tìm không được. Rồi trong khi đó tối rồi, cũng khoảng gần 3 giờ rồi, chị sợ là về không kịp, cho nên chị về chị không có đi tìm nữa. Đó, rồi cái từ cái ngày đó chị cũng có hy vọng là một ngày nào chị sẽ đi tìm. Nhưng mà dịp cũng không hên cho chị là cái má chị bệnh luôn, là chị không bỏ má chị đi được. Tại vì trong gia đình thì chỉ có một mình chị à. Chị năm nay bao nhiêu? Chị năm nay chị 51 rồi. 51 là... Chị về đây ở bao nhiêu năm rồi? Chị về đây năm đó chị 7 tuổi đó. 7 tuổi. Dạ, 7 tuổi ha. 42 năm rồi. 42 năm. 7 tuổi đó mà, không biết bốn mấy năm rồi đó. Vậy là ở bên đó thì ba mất, mẹ cũng mất, cũng nằm nghỉ bên đó luôn. Mẹ chị thì về đây, nghỉ ở đây. Nghỉ ở đây, còn ba của chị thì nghỉ trong kia. Ba chị nghỉ trong quê ba chị. Má chị lúc đó gần mất, má chị đòi về quê. Thành ra mấy anh đưa về quê. Thì đưa về đâu khoảng cỡ 5 ngày hoặc 7 ngày gì đó là má chị mất. Sao chị không nhờ mấy anh, những người mà đã từng biết địa phương ở đó đó? Mấy anh của mình đã từng đem về, đưa chị về đây đó, vô đó tìm. Chị, bởi vì bây giờ luôn lạc, chị đâu có tìm được mấy anh. Chị không tìm được mấy anh. Phải tìm được mấy anh thì chị biết mà quê nội rồi. Nhớ những anh đó tên gì không chị? Mấy anh đó tên anh hai á, tên Phải. Ủa, nãy? Ba. Ủa, ba tên Phải, rồi anh á thành qua tên Quấy. Rồi Đừng, rồi Lối. Phải Quấy đừng Lối hả? Lối Sượt. Phải Quấy đừng Lối Sượt. Quấy đừng Lối Sượt. Xin lỗi nha, nếu như mà cô bác anh chị nghe, tại vì nhiều khi ông thì cũng hơi lớn tuổi rồi. Ông cũng lớn tuổi rồi nên thành nữ phải nêu cái tên thì cô bác anh chị mới có thể biết được. Ba thì tên Phải, anh hai thì tên Quấy. Anh ba tên Đừng. Đừng, anh Tư tên Lối. Dạ. Về anh Út thì tên Sượt. À. Nhưng mà hồi lúc chị về đây á, thì chị độ mấy anh khoảng cỡ hai mấy á thầy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mấy anh á, là khoảng từ trên 60 rồi đó. Trên khoảng 60 hoặc trên 70 rồi đó. Tại vì chị á, thì ở đó thì mấy anh là anh trai không à, có mình chị là gái hà. Thành ra mấy anh thì cũng muốn nuôi chị, giữ chị ở chổng. Nhưng mà cũng mấy anh thì nói chung bốn anh thì có anh Út thì gia đình khó khăn nhất mà con đông nhất. Thì chị thì lúc đó chị ở với anh Út. Anh Sượt hả? Dạ. Ở với anh Út, rồi trong khi đó rồi cái chị thì lớn rồi, còn mấy anh kia thì muốn chị đi học. Anh Út thì gia đình thì con đông, rồi gia đình cũng nghèo nữa, rồi thành ra không có cho chị đi học. Bắt chị giữ em. Dạ. Giữ em, nhớ em tên gì không? Nhớ em cháu không có nhớ. Có mấy người con anh Út đó, có mấy người con kìa. Lúc đó là anh Út, nhớ anh Út là hình như tới 3-4 người con lận. Trai gái? Trai gái gì cũng có hết trơn á. Rồi. Lúc đó là mấy em đó là bao nhiêu tuổi? Nhỏ nhỏ không hả? Cũng như giữ mà lớn thì cách nhau khoảng 2 tuổi vậy đó. Dạ. Rồi trong khi giữ em xong thì nhiều khi anh Út cũng có nuôi vịt đó, rồi anh bắt đi ra đồng giữ vịt.
À, rồi mấy anh thấy sốt quá, rồi mấy anh lớn thì mấy anh hai anh ba đồ thì muốn đưa chị về quê ngoại đặng cho chị đi học. Nó vậy đó. Rồi trong khi đó rồi má chị vô, là mà mẹ nuôi bây giờ nè, vô rồi mấy anh Út mà không đồng ý cho đi. Mấy anh kia thì cũng như cái dạng đi mà trốn đó, trốn đi nửa đêm á. Mấy anh nó đưa ra bến xe là khoảng 3 giờ rồi trốn đi. Vậy là không hay. Anh Út thương chị nhất. Anh Út cũng thương, nhưng mà tại vì anh Út thì nghèo, lo không có bằng mấy anh kia. Mấy anh kia thì khá hơn. Mấy anh kia cũng thương luôn. Nói chung là mấy anh nào cũng thương chứ. Cùng cha khác mẹ, ở cùng mẹ khác cha. Cùng cha khác mẹ nhưng mà tại vì chị chắc chị là con gái nên mấy các anh thương nhiều. Nhưng mà lúc đó mấy anh đó đưa chị về tới đây luôn hả? Không, đưa anh, chị nhớ không lầm là anh Tư đưa chị với má nuôi chị ra bến xe dịch sỏi. Này là đi xe về đây. Chứ không có đưa về tới đây. Nhưng mà mấy anh hồi đó có biết cái quê của chị là tại đây không? Biết nhà luôn. Ừ, lúc đó nhà chị ở dưới sông ở dưới chứ không phải ở đây. Là mấy anh đó có đưa má chị về đây một lần. Bà tên gì ha chị ha? Chị nói bà tên gì? Má chị. Má ruột chị ha. À. Má ruột chị Đặng Thị Nhường. Đặng Thị Nhường, chị là tên Nhịn. Ừ. Còn má chị nuôi chị này tên Kính. Kính. À. Hai chị em còn có hai chị em. Lúc đó là bà mất thì các anh biết không? Các anh biết của chị. Chứ, mấy anh biết rồi cho nên mấy anh mới ra rước chị nè. À. Mất xong rồi mấy anh mới ra rước chị. Bà thì mất lúc bao nhiêu tuổi? Má chị mất năm đó, má chị 40. 40 tuổi. Thì các anh có ra đây hết luôn? Cũng như đám thì mấy anh không có ra. Nhưng mà xong mà một thời gian rồi mấy anh ra thì mấy anh mới biết là má chị mất. À. Mấy anh mới mượn chị về chổng chơi. Yeah. Mượn chị về chổng chơi là rồi là bắt ở chổng luôn, không cho về ngoài. Rồi má nuôi chị nè cũng đi vô chổng mấy lần, cũng giành giật chứ lắm. Rồi bắt không được, em giấu bắt không có được. Rồi tới chừng chị lớn tới 7 tuổi bắt mới được. Cái lần gần nhất là các anh mà về đây đó là lúc chị 7 tuổi hả? Là sau đó từ đó không liên lạc nữa luôn. Không, cái anh mấy anh ra đây là lúc đó chị 4 tuổi hả? 4 tuổi. Ừ, là ra rước về chổng ở luôn đó. Còn đưa ra đây thì không có đưa, má nuôi chị vô chổng rước về đây chứ không có đưa. Lúc đó mình đi bằng phương tiện gì? Chị nhớ là lúc đó đi xe lôi mà từ nhà tới bến xe thì đi xe lôi đạp. Ừ. Rồi từ cái bến xe mới về đây là đi xe lam. Dạ. Lúc đó là xe lam không à, đâu có xe như bây giờ. Chị muốn tìm lại nguồn gốc bên nội cũng như là chăm sóc hương khói cho ba của mình đúng không? Chị cũng muốn tìm lại bên nội đặng cho biết cái ngày giỗ của ba hoặc giỗ ông nội bà nội, đặng chị mà có về đặng có đám giỗ rồi vậy đó. Chứ ai cũng vậy, có bên nội thì có bên ngoại, nguồn gốc thì có nội có ngoại, mà chị hồi đó giờ chị không biết bên nội, chị cũng buồn lắm. Nhưng mà nhờ cái chị coi cái clip của em đó, là của chị Cẩm Hường ở với ông Tư đó, là chị hy vọng là một ngày nào chị sẽ gặp được bên nội. Lúc mà coi cái clip đó mình nghĩ lại cái hoàn cảnh của mình có khóc không? Khóc, chị khóc nhiều lắm. Bây giờ chị coi chị cũng khóc. Tại vì ai cũng có mình nội chứ. Mình thì mình không có mình nội, mình buồn. Nhưng trong khi ba mẹ chị không còn. Nhưng mà chị Cảm ơn thì chị còn cái số phận chị còn hơn chị là chị còn mẹ. Chị thì mất mẹ. Nhưng mất lúc đó mẹ chị mới 3 tuổi. Chị mới có 3 tuổi, mẹ chị thì 40, chị mới 3 tuổi. Mà chị buồn nhất là ba chị mất thì chị mới có 1 tháng nè. Chị cũng không biết gì chứ. Chứ mà mẹ chị mất chị cũng không biết luôn. Không biết được cái ngày đám là ngày nào luôn đúng không? Ừ. Nhớ kể lại là lúc đó bà ngoại nuôi nè, kể lại là má chị mất rồi chị không có biết. Nên chị trèo lên, chị lên, chị kêu má thức dậy. Má ngủ hoài sao má thức dậy. Nghe ngoại bà kể lại vậy đó. Lúc chị 4 chị tuổi ha? 3 tuổi. 3 tuổi. Ừ, chị không có biết gì. Chị trèo lên mình mẹ. Trèo mẹ... lên mình, tại vì trong khi đó là lúc đó nhà cửa không có đông như bây giờ. Thì má chị thì đi chợ, má nuôi này nè đi chợ mua đồ đám. Rồi chị mới trèo lên, chị nói kêu má thức dậy. Sao má không thức? Má ngủ hoài, má không thức. Chị đâu có biết gì đâu. Chị nghe kể lại thôi. Chị nghe ngoại chị kể lại thôi. Ngoại chị còn kể lại cái kỷ niệm gì về chị với lại mẹ của mình nữa không?
ngoại kể rồi đó, mà má chị sanh chị được khoảng cỡ giáp thôi nâu gì đó, má chị có ẵm chị về quê một lần, mà trong khi đó đi cũng như là hoàn cảnh ở trong ba thì cũng ba mất rồi, sống với con của bên chồng đó, thì chị thì còn nhỏ, má chị cũng không có làm gì có tiền. Nhưng mình đi về tới nhà thì về đây thì má chị nói với ngoại là mót tiền để đi về thăm dì, là chừng nào mà về thì dì cho tiền xe nặng đi về chổng, chứ đủ tiền xe đi về chứ không có tiền xe đi. Nhà nói má chị đó hiền lắm, mà má chị được lắm, sống cũng như có tình cảm lắm, cho nên là ở trong mấy anh á, con của ba thương má lắm. Hồi đó lúc mà chị còn ở chổng, chị cũng 7 tuổi, chị cũng còn nhớ. Mấy anh á, nói em kêu má chị bằng gì, nói gì ba ở được lắm. Má chị con á, đứa nào cũng không có mà bỏ hết trơn. Tới ngày mà má gần mất, má đòi về quê, mấy anh phải mướn tắt gán mà đưa má về đây nè. Từ dịch sỏi mà chạy tắt gán về đó, chứ đâu có đi xe như bây giờ đâu. Vậy là lúc chị còn nhỏ là các anh thì cũng giữ chị trong nôm chị, các anh con của ba chị á, cũng chăm nom. Là chăm nom thì chắc mấy anh không có chăm nom nhiều, nhưng mà lúc đó bà nội còn sống. Bà nội còn sống cho nên bà nội chăm nhiều hơn. Bà nội thì ở với chú Út, bà nội như tắm rửa đồ, bà nội tắm rửa. Còn bằng đêm thì ngủ với bà nội nhiều hơn, ngủ bên anh Út. Bà nội tên gì chị? Chị không biết tên bà nội. Mà trong khi chị về đây thì bà nội còn, mà chị bây giờ chắc bà nội mất lâu rồi. Bà nội lúc chị về đây thì bà nội chị già. Em cũng mong rằng á, cũng là hương hồn của mẹ chị sẽ phù độ cho chị tìm được những người thân của mình, rồi thậm chí là nơi cô ba mình yên nghỉ để biết ngày mất, để mà có thể là về đám giỗ này kia. Chị cảm ơn em. Dạ, thì chị có muốn nói là nào đối với những cô bác, chị huynh chị xem đoạn clip này để mà có thể kết nối tìm với lại được những người thân thương nhất của mình không? Chị muốn nói là mấy anh với cháu con của mấy anh nó có coi được cái clip của mà Đạt Đồng Tháp chứ mà Bùa Hồ này, thì có nhận được em cái tin của em thì hãy điện thoại cho em, hoặc là số điện thoại của Bùi Hồ. Chị có thể đọc cái số điện thoại của, đọc số điện thoại của mình. Số điện thoại chính của chị là 037 5625 251. 037 5625 251. 251. Hiện nay thì dạ, chị muốn nói gì nữa hả? Chị muốn nhắn mà các cô chú anh chị, nếu mà có coi clip này mà có biết mà bên nội của chị thì nhờ liên hệ với cô bác anh chị con cháu gì của chị. Chị thành thật cảm ơn. Nhắc lại một lần nữa bốn cái tên của bốn người anh chị. Anh của chị thì tên mà Quấy Đừng Lối Sượt. Ba thì tên Phải. Ba thì tên Phải. Nhưng mà ba chết lâu quá thì, nhưng mà mấy người già mới biết, chứ còn mấy chắc mấy người anh coi xem được thì chắc cũng có thể biết. Dạ. Nếu mà anh em cái tên dần dần khớp của này chắc cũng dễ nhận ra. Bên nội thì cũng dần, bên ngoại cũng dần. Bên ngoại, bên nội thì từ ông cho đến các anh thì là Phải, Quấy Đừng Lối Sượt. Dạ. Còn chị thì Nhường Nhịn. Kính Nhường. Kính Nhường Nhịn. Nhịn cũng như là má nuôi chị này Kính, rồi má ruột chị thì Nhường. Chị thì Nhịn vậy đó. Mấy anh có biết má nuôi của chị không? Biết. Biết hả? Má nuôi thì có gia đình gì không? Má nuôi chị thì không có gia đình, đó giờ má ăn tương. Yeah. Mà không có gia đình cho nên má mới nuôi chị được, chứ nếu mà má có gia đình chắc má cũng lo con của má chứ cũng không nuôi chị được. Chị ăn chay hay ăn mặn? Chị thì chị ăn mặn, má chị ăn chay. Chị tại vì chị làm công việc gánh vác quá, chị ăn tương không nổi. Cái công việc chị làm cái gì để nuôi gì của chị á? Chị thì đi ai mướn gì chị làm nấy, mà trong thời gian trước á thì chị có làm thường, nhưng bây giờ từ 4 năm nay thì má chị nằm chỗ rồi, chị ít có đi làm lắm, chị chỉ đi làm bằng đêm gì nè, 3-4 tiếng. Chị làm cái công việc gì?
ai kêu hái dưa thì chị hái dưa hoặc là tỉ bắp như đó. Làm dưa hấu rồi. Dưa leo. Làm buổi tối rồi. Làm buổi tối hoặc là sáng cho má ăn uống xong rồi đi làm khoảng 9 giờ hoặc 10 giờ là về chứ không có quá được. Tại vì trong khi đó là về sớm nặng lo cho má ăn, rồi vệ sinh đồ xong xuôi rồi mới cho ăn cơm. Ngày xưa giờ là má nuôi của chị là không có gia đình ăn tương đó giờ luôn. Là nhận nuôi chị từ hồi lúc mà 7 tuổi tới giờ. 7 tuổi rồi má đi vô chồng rước về đây, rồi má cũng cho má chị cũng cho chị đi học. Đi học tới lớp 7. Rồi lúc đó là má đi mần mướn nuôi chị đi học không à. Rồi tới năm lớp 8 rồi tụi trường cũng đi tụi trường. Xong rồi cái thầy cô kêu đóng tiền, không có tiền đóng. Rồi chị đành phải nghỉ. Nhưng mà lúc đó chị học giỏi dữ lắm. Năm nào chị cũng đánh thưởng chứ, nhưng mà chị cũng hy vọng nếu mà má chị có khả năng thì cho chị học, mà chị ham làm cô giáo đó. Má gán cho con học đi, rồi tới lớp 9 thì con thi sư phạm, mà con làm cô giáo nữa, con nuôi má. Rồi tới lúc đó thì má cũng má chị ngại lớn tuổi cũng không có khả năng nữa. Rồi vô học rồi cái cô kêu đóng tiền trường, rồi không có tiền đóng. Chị có gia đình không? Chị thì chỉ có gia đình lúc chị 26 tuổi. Rồi chị có gia đình khoảng hơn một tháng gì chị với cho ông xã chị không được hạnh phúc thì chị xin ly hôn. Này tới ngày nay chị ở nuôi má luôn, không có gia đình nữa. Không có con luôn hả chị? Không có con. Tại mới có một tháng không có con. Từ đó sao, tại sao chị không lập gia đình để mà sau này có con nó phụng dưỡng cho mình? Chị thì chị cũng muốn nghĩ tới lập gia đình, đằng sau này có con nặng mình, con nó nuôi mình. Nhưng mà trong khi lập gia đình thì mẹ mình không hay nuôi, nhưng ở rể thì mẹ chị thì ăn tương, rồi tánh mẹ chị cũng hơi khó. Nhưng mà gặp chồng mà về đây nhậu nhẹt thì nhiều khi má chị không vui, mình cũng không muốn má chị buồn. Thì thành ra thôi chị nói là chị hy sinh đời chị để nuôi má chị, chừng nào má chị 100 tuổi thì nữa chị tính sao. Mà cũng không may thì má chị 10 năm nay má chị bệnh quá chừng. Vậy thì làm mỗi một ngày chỉ 30-40 ngàn thôi, thì chị làm sao để xoay sở cái cuộc sống hàng ngày? Nói chung thì em hỏi chị thì chị mới nói, nhưng mà thời gian trước á, lúc mà má chị chưa bệnh á, lúc mà chị 20-30 á, là chị làm dữ lắm. Chị làm có thể nguyên ngày nguyên đêm, bằng ngày thì chị đi nhậu tiệu nguyên ngày, thì chiều khoảng cỡ 5 giờ là 6 giờ chị về, chị ngủ được khoảng tới khoảng 10 giờ là chị tiếp tục chị đi giặt kiệu nữa. Chị giặt kiệu khoảng tới 4 giờ sáng là chị về cơm nước má nhà nấu, thì cái chị về chị ăn cơm xong là chị tiếp tục đi nhổ nữa, cứ làm vậy là suốt. Rồi chị đi cũng như lúc đó má chị còn mạnh thì má chị ở nhà một mình được. Chị đi là cũng như khắp bốn phương, ai mướn đâu đi đó, làm gì chị cũng làm chứ. Rồi thời gian đó chị cũng dành dụm được một số tiền. Ngày hai nữa là lúc mà chị ra tòa ly dị với ông xã chị thì tòa án cũng chia được một số vàng vậy đó. Thì chị cũng dành dụm mà chị mua được công đất. Thì chị cũng làm tỉa bắp, làm dưa đồ này kia thì cũng sống lay gai, nhưng mà cũng không đủ em ơi, cũng thiếu. Khi mạnh giỏi thì đủ, còn mà khi má chị bệnh thì không đủ, cũng thiếu. Rồi đi mượn sớm ghiền thêm, thì ngay sớm ghiền đây ai cũng thương chị chân. Mượn rồi cái đi bệnh viện rồi xong rồi về rồi bán gãy trả lại, nhưng mà người ta chỉ cho mượn thôi chứ người ta không lấy lời. Hiện nay có thiếu nợ gì không chị? Chị hả? Chị cũng còn thiếu nợ, tại vì lúc trước cái nền nhà này nó hư nè. Rồi cái chị cũng hỏi nhà nước 20 triệu, đặng chị đôn nền nhà này mới có, chị hỏi hôm tháng 6 rồi, chị mới lót gạch lại. Lúc trước thì nhà gạch tàu mà nó lâu rồi, cái nó hư nó bể hết trơn à. Rồi cái bữa đó chị đi sao mà nó dấp nó té đứt giò đó. Rồi cái mấy anh á, bên từ thiện á, là mấy anh tu chung với má chị nè, xuống thăm má chị bệnh, mày mới thấy chị cái giò nứt đó. Rồi hỏi làm sao, mày cũng nói vậy đó. Rồi nói thôi để nhà lúc đó cũng hư hết trơn rồi. Rồi mấy anh nói thôi để giờ nhà cũng hư rồi mà dì Tư bệnh hoài, thôi để hợp lại để cho mà dì Tư cái nhà.
thì mấy ảnh mới tiến hành, mấy ảnh cắt cho cái nhà này nè, là bên bên từ thiện, bên mấy anh đạo quả hảo nè, thì cắt cái nhà rồi chị mới hỏi nhà nước, tháng 6 rồi chị mới hỏi nhà nước, chị đôn cái nền này lên nè, à hiện giờ chị còn thiếu nhà nước 20 triệu, nhưng mà 20 triệu đó thì nhà nước chỉ cho trả lần lần, trong 20 triệu mà trả 5 năm, trả dần tháng trả nhiêu chị? Một lãi thì 1 triệu, tháng 7 ngàn, thì cho trả trong vòng 1 năm, vậy là mình chia ra 20 triệu mà mình chia ra 5 năm vậy đó, nhưng là 1 năm 4 triệu hả, năm 4 triệu. Rồi trong khi mình đóng lãi thì mình phải gửi tiết kiệm là 400. Mẹ nuôi của chị đang trong kia hả? Má chị nằm cho em, cho em vô được không? Được. Mấy chị em mình đi ha. Em chị cắm nè. Này là chị hỏi để đôn nền lên ha. Dạ, chị hỏi đôn để lắp gạch lại. Tai biến bao nhiêu năm rồi chị? 10 năm. Rồi tối quá, chị bật lên giùm em. Chào bà. Mấy chú YouTube quay má kìa. Hả? Mấy chú YouTube quay má. Chào bà. Con chào bà. Má hỏi chị không có nghe. Má chị lãng tai. Bà bao nhiêu tuổi rồi chị? Má chị 89 rồi. Ôi 89 hả? Quay má, quay người già. Quay người già. À, quay người già chứ không có gì hết trơn á, má đừng sợ. Ồ, 90 tuổi hả? Bị chị nó bị tai biến mấy năm rồi. Không phải tai biến nhưng mà má chị bị hư cột sống. Ừ. Hư ba mắt sống rồi nó chèn ép cái thần kinh. Liệt luôn. Nó nằm bao nhiêu năm? Nằm 4 năm rồi, trong 4 khi năm. Bệnh thì 10 năm rồi. Trước đây thì mẹ của chị làm cái công việc gì ta? Má chị thì cũng đi làm mướn không nuôi chị đó. Ừ. Hai thế hệ, hai người phụ nữ ở trong một cái căn nhà ha. Thôi mình đi ra trước đi để cho bà nghỉ đi. Hôm nay á, thì cũng hữu duyên để chị em mình có thể gặp mặt nhau ngay tại ngôi nhà của chị. Thì ở đây là xã gì hả chị ha? Xã Hội An Đông. Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì đây là chị, hoàn cảnh của chị Nhịn. Chị Huỳnh Thị Nhịn hả? Huỳnh Thị Nhịn. Chị Huỳnh Thị Nhịn. Muốn tìm lại những người anh của mình cũng như là người ba quá cố của mình ngay tại huyện Gạch Sỏi của tỉnh Kiên Giang. Không biết là huyện Gạch Sỏi hay là phường Gạch Sỏi thành phố Gạch Giá Kiên Giang nữa. Đó là trong những cái ký ức mà chị có thể nhớ được vào thời điểm hiện tại. Thì rất mong là cô bác quý anh chị khi mà xem được đoạn clip này á thì có thể chia sẻ, mỗi một cô bác có thể chia sẻ để cho chị có thể sớm tìm được người thân của mình. Để mà chị có thể trùng phùng lại những người anh của mình đã hơn 40 năm thất lạc rồi. Và mong ước lớn nhất của chị là biết được người dỗ ngày ba ruột của mình mất nè. Và cũng như là gặp được người anh để có những cái giây phút nó tương phùng vui vẻ. Cũng như là trường hợp của ông Tư, một ông cụ nhặt ve chai, và hoàn cảnh của chị Cẩm Hương. Thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, những người đã xem video clip đến thời điểm này. Và Bùi Hồ cũng sẽ để số điện thoại của Bùi Hồ cũng như là số điện thoại của chị lên. Cô bác quý anh chị khi mà biết thì có thể để lại phần bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp với số điện thoại của Bùi Hồ là 0945 444 151. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi em chào chị ha. Chị cũng cảm ơn hai em. Dạ. Đến đây cũng giúp chị, dù có thành công hoặc không thành công gì chị cũng rất là cảm ơn, nhưng mà chị hy vọng là thành công. Dạ. Chị rất cảm ơn hai em nhiều. Dạ.